nên á mọi người thương bé, mọi người đừng đề cập vô cái chuyện đó nữa. Con người bé, tại vì bé có qua đây bé muốn đính chính lại là cái đó mình không có lỗi. Ừ, là có lỗi ở đây á, ở đó nó nước. Cái lỗi ở đây là bé bị nhớ nhầm. Bé bị nhớ nhầm là bé nhớ nhầm là bé chưa nhận tiền thôi. Đó, không có tiền lẻ đâu. Đó, đưa chưa? Chung cái con. Rồi, okay. À, đây. Đủ rồi đó. Cảm ơn em. Rồi tới ai vậy con? Ông trắng. Ok, chụp đi em. Cảm ơn em. Cảm ơn cả. Oh, sorry. Rồi. Đó. Đó. Trời. Với lại các Thi cũng sẵn đây mấy anh YouTube mà các Thi muốn nói gì nè. Hôm bữa tội nghiệp bé, hôm qua tôi cũng tội nghiệp bé kia. Cái bé mà hôm bữa nó bị khuyết tật á, mà dù mà có tiền lộn lộn mọi người biết không? Có tiền lộn mà lúc mà mình còn đứng bên đây nè. Ờ, hôm qua bé có chở mẹ bé qua đây để nói là bé không có phải là bé tham. Nhưng mà bé qua đây á, bé ba phần. Đó ba phần hả? Ừ, không bé mẹ bé nó không phải bé tham. Mà tại vì bé bị lộn, bé từng nói là con bị lộn chứ không phải là con tham. Tại vì á con thấy là con nhớ là con đưa tiền rồi nhưng mà cuối cùng là con chưa có đưa. Ừ, cô thói tiền cho con rồi mà con lại nói là con chưa có, con bị lộn chứ không phải con tham. Nhưng mà con thấy mấy anh trên mấy bạn trên Facebook thì nào mấy bạn đăng lên á thì cho nên con muốn nói với lại cô á, cô giúp giùm con. Mẹ bé qua mẹ bé cũng nói cho nên các Thi mới nói là không. Nhìn bé là các Thi hiểu là bé không có lòng tham như vậy cho nên á mọi người thương bé, mọi người đừng đề cập vô cái chuyện đó nữa. Con nhìn bé tại vì bé có qua đây bé muốn đính chính lại là cái đó mình không có lỗi. Ừ, là có lỗi ở đây á, ở đó nó nước. Cái lỗi ở đây là bé bị nhớ nhầm. Bé bị nhớ nhầm là bé chưa nhận tiền thôi. Đó là kiểu như là vậy, nói chung là lộn xộn muốn xu hết trơn á. Mà thôi bỏ đi, còn các Thi không có để ý tới. Thì cũng tội nghiệp bé, tại bé bị khuyết tật á. Mình cũng nói không để ý tới chuyện đó. Tại vì ở đâu tình cờ bé nhớ lại. Lớp 10 rồi đó, học lớp 10. Cho nên mẹ của bé cũng qua nói là chị Thi ơi, chị nói là giùm coi. Chứ thấy bé vô trường học bị bé bị la quá trời, bé bị nói là tham lam cái nọ. Nhưng mọi người biết không, tại vì bé có nói là bé bị nhớ nhầm, con nhớ nhầm chứ con không có ý là tham tiền của cô. Đó cho nên tại vì lúc đó con bị lộn xộn, con học điện thoại á, học điện thoại lấy tiền rồi học điện thoại nhớ là đưa rồi, nhưng mà bé lại quên là bé nói là chưa có đưa. Bé lại bé lấy tiếp. Cho nên bé nói là con bị nhớ nhầm, cho nên cái thêm bé nói thôi. Tại cái chuyện này các Thi không để ý tới, quên luôn á, tự nhiên đụng ra bữa đó bé ghé lại các Thi mới nhớ ra, hôm qua bé mới ghé lại rồi các Thi mới nhớ ra là bé. Nhưng thực sự các Thi không để ý. Bây giờ nó vàng mấy phần vậy? Tôi trúng 4 tỷ. Biết mọi người biết không, cái mơ ước của các Thi, tại các Thi có tâm đạo á, cho nên các Thi trúng 2 tỷ giấy số này, các Thi sẽ đi mua nhà cho các Thi ở. Tâm đạo quá. Thi ơi. Tâm quá. Tâm đạo. Hai phải không? Rồi cảm ơn nghe. Rồi. 4 phần em xin nha. Rồi đưa cho anh 4 phần dùm cho mẹ ta. Rồi cảm ơn con gái. Rồi mọi người có bị mưa không? Mọi người ngồi sát xe vô, mọi người có bị mưa mọi người nói em nha. Đó của anh này 4 phần. Rất là thích sống bình an. Cái bình an ai cũng cần hết, nhưng mà riêng các Thi á, là các Thi lúc nào các Thi cũng muốn bình an á. Và các Thi không bao giờ muốn hơn thua cạnh tranh bất kể một ai, dù một lời nói các Thi cũng không muốn hơn thua nữa. Thật sự các Thi không phải là người tu, mà các Thi cũng không phải là người tâm đạo, mà các Thi không phải là người gọi là thánh thiện, không phải. Nhưng mà riêng cá nhân của các Thi là các Thi rất là thích cái gì đó nó xui được nó xui, nó qua được nó qua. Mà các Thi giống như là hồi đó các Thi đi chơi chung cũng vậy, các Thi biết được những người đó đang chơi xấu mình, những người đó đang đối xử tệ với mình. Nhưng mà các Thi vẫn nói là mình khui ra thì sẽ có chuyện, thì tốt nhất mình đừng khui. Người ta chơi xấu mà mình cảm nhận là không xấu tới mức độ để mình phanh khui ra thì mình bỏ, giống như người ta nói này nói kia mình cứ nói bỏ qua những cái chuyện nó chưa đụng. Nhưng mà mọi người biết không, có đụng lớn chuyện các Thi cũng làm xìu xuống cho người ta im xuôi à. Chứ không phải mình không phải là một con người mà lúc nào cũng đấu tranh về vấn đề lệ ăn tiếng nói hơn thua người này rồi kẻ người kia. Các Thi cũng thích như vậy,
Cát Thi muốn mọi sự nó bình an, tĩnh lặng để mình làm ăn là một chuyện. Chuyện thứ hai là mình muốn làm gì đó nó có ích cho cái tương lai mình sau này. Chứ thực sự bây giờ mình đi sân si, mình hơn thua. Cát Thi có nhiều thấy cái trường hợp mọi người biết không? Đang ngồi chơi với nhau, không biết nói qua nói lời trước kia hại, tí nào hại trước kia. Để dao, lấy búa thì những đụng nó quýnh lộn. Nhiều cái mâu thuẫn trong cuộc sống, cho nên mọi người nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Mình đi ra đường mình nói chuyện á, mình thấy cái gì đó nó bổ ích, nó nói để giúp vui cho ta thì mình nói. Còn cái gì mà nó nói để tác động, mà để cho kích động người ta thì đừng nên nói. Tại vì cái miệng mình á, trong thân khẩu ý, cái ý á là nó quan niệm là cái khác, cái thân là nó cái khác nữa. Nhưng mà cái khẩu gồm chung là cái khẩu rất là độc. Cái ý có, cái khẩu mới buông. Là cái đó là trong vấn đề mà của cô con một con người á, xã hội ghê lắm. Mâu thuẫn gì là ăn tiếng nói lắm. Giống như bây giờ mọi người thử là bình thường đang chơi thân với em nè, mà tự đùng ra mọi người mượn tiền em, mà em nói nè, rồi chị kẹt tiền chứ không có, là mọi người xây cái ý ra chỗ khác liền. Là lúc đó có cái ý tác động xấu liền, rồi nó có nó không cho mượn. Là lúc đó mọi người sẽ có thành kiến nhẹ liền. Từ từ thành kiến nhẹ đó rồi từ từ giang xa, tâm ra có mâu thuẫn. Ghê lắm. Cho nên mọi người cẩn thận. Em nói vậy em cũng dùm chừng cho mọi người, ai mà đang chơi với em đừng mượn tiền em nha mọi người nha, để tránh trường hợp mình có mâu thuẫn với mọi người. Rồi bây giờ tiếp tục đi. Người ta bán á, cặp mắt em nhìn người ta thấy bán, em nói trời anh đâu hả, người ta bán như vậy mình bán được như vậy, người ta bán như vậy mình thấy thương người ta. Có nhiều người ngồi mình bán một ngày mình 2-3 triệu đúng không? Có nhiều người ngồi á từ đầu mùa tới cuối mùa, mọi người biết không, một ngày chưa được 500 ngàn nữa. Còn mình nhịn xót lắm. Thì giống như anh Vũ bán sinh tố nè. Không, em nghĩ anh bây giờ anh đừng bán sinh tố nữa. Sinh tố nó không, nó có thể là cái con thủy nó không hợp với anh. Em nghĩ anh đi làm gái đi. Anh mở cái động bia ôm đi, em qua em làm má mì cho. Làm rồi mà không ai ôm hết. Đúng rồi, không làm rồi mà không muốn đào cỡ bà này, không ai mà đi. Bỏ tiền cho anh này. Được rồi, ok. Ngầu ghê vậy đó. Đây anh lại. Mình lúc rồi, các thứ đó mình lại ăn. Liền được luôn. Em mua cho quen phải đợi dùm chị nha. Còn cái này là em mua, em để ngày mai mốt, rồi lễ sau ăn cũng được. Còn một tháng em một tháng em để chứ được, để tới tháng bỏ đó em. Rồi ok, rồi bây giờ sao tới ai nè, tới chị này ba phần, tới chị này ba phần dùm cho Cát Thi. Ôi là trời, nó ba đừng có hút bong bóng cười nữa, nó chơi bong bóng cười hoài. Trời ơi là trời, giờ cái đầu hết chỉnh nổi rồi. Em lại anh. Anh em bà con á, ổng là con người thứ ba, em là con người thứ năm. Ba phần. Đây em. Rồi cảm ơn chị nghe. Đây chị có 20 nha, em 20 đi. Ba phần ha, để đúng rồi, các thầy đưa cho mình 10 ngàn. Rồi cảm ơn chị. Không được rồi, đúng rồi, đủ rồi. Ba phần 90 nữa. Đó. Dạ. Đây, em nhắc lời cho mọi người là vậy nè, trong đây nó rất là nhiều đồ ăn, nó có đủ đồ ăn, có cuốn hay cái nọ, rồi bên cái viên chiên, rồi bên phá lấu, há cảo, gà nướng, rồi mấy đồ nhiều lắm, giống như nó hội tụ một cái hội chợ chứ. Mọi người muốn ăn, mọi người cứ việc qua bên bàn đó đem bánh tráng ngồi ăn tại chỗ, phải không? Và có thể mọi người ăn, mọi người không uống nước cũng được, người ta vẫn tiếp mọi người. Không phải là mọi người mua bánh em rồi mọi người không được qua bên đó ngồi, không phải là vậy. Mọi người cứ việc qua bên đó, nhưng mà bánh tráng em nói vậy thôi, mọi người khát nước phải mua thôi à, đúng không? Bắt buộc phải mua thôi à. Ok công chúa. Dạ ok anh, trời em chụp với anh nè, hai đứa mình chụp mình test luôn nha, không hung lên là không chui vô đâu cũng đó luôn á. Gọi điện em tâm gì từ thứ năm 6 chứ quý vị mấy bạn 4 phần 2 phần của riêng rồi ok
Rồi rồi, Linh Linh bán phụ mẹ nha, để mẹ. À mẹ, vừa nó hơi về, mẹ ở chồng tôi điện thì phụ phiêu à. Lúc này cao hứng đúng không? Ừ. Rồi. À, em 3 phần. 3 phần. 3 phần đi theo. Chưa? Ủa, 3 phần đâu? Cái phần này của ai vậy? Cái phần này là của em. À, của chị. Cảm ơn em. Đưa cho em nó 3 phần. Của mình là mấy phần đi? Anh chị ơi! Ờ, 2 phần này 60 này, với lại 5 phần này hả? 6 với lại 180 cái đó là 20 nha. Đây ba mặt một lời nha, gõ gàng lắm. Cái chị đang tiếp chủ tôi nha bà nha. Cảm ơn cô bé nha. Con gái giờ nó xinh xắn đẹp đẹp đúng không? Thiệt đó. Có hai loại gương mặt mà tôi lại thích nhất, một là gương mặt đơn giản, hai là gương mặt sửa cho tới dạ? Sửa nát bấy luôn. Ok em. Cũng như chị sửa nửa mùa đâu được. Hả? Cũng như chị sửa nửa mùa đâu được. Trời ơi. Đâu? Bạn kia. Đưa chị mấy thằng vậy? Kìa tới em nè kìa. Chị biết em đâu tới? Không. An Giang. An Giang hả? Khổ thân bà ghê. Lần lội từ... lên tới đây đó chị. Bởi chi từ An Giang mà lên đây đi chùa phước biết nhiêu. Lên gặp BD. Gầu ghê. Em đi chị ơi. Nó nghe được cái hàng nó không được tính đó.